Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, cái ống này là cái ống gì vậy mọi người? Hôm nay chúng ta cùng đi khám phá nhé. Cái ống này là cái ống dùng để uống vào bên trong sẽ siết mỡ và không có làm chúng ta bị tăng cân. Đây là cái bí kíp mà rất nhiều chị em đã sử dụng. Mọi người nói, thấy con bé kia nó hồi kia nó 80 kg, bây giờ nó giảm xuống còn có 50 kg, 50-55 kg à, làm cách nào nó uống giảm cân? Bây giờ nghe nói nó hết uống rồi, làm sao mà nó giảm cân thành công như vậy và không tăng cân trở lại? Thì nhờ đến cái em siết cân này nha. Em này có một điều rất là đặc biệt, nếu chúng ta kết hợp với những dòng sản phẩm giảm cân mà chúng ta đang sử dụng á, thì nó sẽ là mình sẽ uống theo cái liệu trình của thuốc giảm cân đó cộng với mỗi ngày 2 viên detox này, đảm bảo là giảm mỡ tới đâu siết mỡ tới đó, giảm mỡ tới đâu siết mỡ tới đó. Trời ơi, làm sao mà mập nổi đúng mọi người. Nhưng mà cực kỳ an toàn nha, rất là an toàn luôn. Cái này là phân phối độc quyền của nhà Jassy và em này là hoàn toàn chính hãng, có mã có tem đàng hoàng nè mọi người ơi. Đó, có mã có tem đàng hoàng luôn, đảm bảo chỉ sau một liệu trình như thế này, cái này là nó sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 viên này sẽ uống trong vòng 7 ngày. Mỗi ngày chúng ta sẽ uống 2 viên. Nếu mấy chị muốn siết mỡ, mấy chị sẽ uống mỗi ngày 2 viên em này. Còn nếu trong quá trình giảm cân mọi người muốn siết mỡ, không có để mỡ của mình nó kiểu như tồn tại nữa, thì chúng ta sẽ uống thuốc giảm cân, sau đó dùng 2 viên này là ok nha. Ok, dán mê luôn. Và dòng sản phẩm này á, em đang phân phối cũng như là giá cực rẻ, mềm nhũn luôn, mềm hơn một cái ly trà sữa. Nên mọi người yên tâm nha, mua về sử dụng cực kỳ an toàn, giá thị trường cao lắm, đừng có nhắc đến giá thị trường nữa. Mọi người hỏi em rất nhiều câu hỏi về cái giá trên thị trường, tại sao lại đắt em bán lại rẻ, bởi vì em chuyên phân phối mỹ phẩm và em làm sao mà để lại cái để cho khách hàng em tận hưởng những cái dòng sản phẩm chính hãng mà giá rẻ nhất có thể để mọi người ai cũng có thể sử dụng. Em biết trong điều kiện kinh tế hiện nay, cái việc mà sử dụng những dòng sản phẩm quá chi là đắt đỏ này, hoặc là bán giá chênh lệch quá cao, thì chúng ta sử dụng nói chung là nó hơi bị heo hụt về kinh tế. Nhưng để làm sao mà mình mua được cái hàng mà chính hãng mà giá lại rẻ đó, ôi thực sự đó là một cái điều mà chúng ta vừa tiết kiệm tài chính, chúng ta vừa là làm đẹp cho bản thân và chúng ta lại vừa đảm bảo về sức khỏe, bởi vì em bán chính hãng chuẩn 100%. Nếu phát hiện hàng giả hàng nhái trong quá trình sử dụng, chúng ta mua về không thấy hiệu quả, liên hệ cho em ngay để bên em sẽ có cách là đền bù cho khách hàng, cũng như là sẽ có cách hướng dẫn cho chị em sử dụng làm sao hiệu quả hơn nữa nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay, và em nghĩ đây là cái ống siết mỡ mà ai cũng cần. Thực sự với cái số ký 49 hiện tại, em cũng rất là sợ tăng cân trở lại, nên cũng sử dụng ngay cái em siết mỡ này cho đẹp dáng nha. Bye bye mọi người.